A few moments later. Hey yo, shopkien74.com, shop hợp tác chính thức với Kiên74 trùm one shot thế giới. Nhìn ngoài nó đã uy tín rồi, bên trong nó còn uy tín hơn. Cùng với các chương trình khuyến mại như vòng quay kim cương giá rẻ, nhận hàng ngàn quà khủng. Còn những ai mết ạc lên ngay shop Kiên74 mua ạc sẽ khuyến mại thêm mệt khổ cho mọi người đó. Hey yo, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Kiên74 đây. Mình là Loke đây. Nhân dịp Luca quay trở lại Gaming House cũng như là vừa mới chuyển về phòng của mình ở, nên đấy, hai nay mình mới đi mua đồ về. Và Kiên đã nảy lên ý định là thử thách 24 giờ sống chung cùng Luca cùng với trong phòng của mình. Bạn này làm gì đấy? Hả? Làm gì đấy? Sướng sướng ơi. Sướng, trời ơi. Thề luôn mọi người. Kiên nghĩ sắp có cặp đôi mới đấy mọi người. Giỡn thôi. Thì bây giờ mình sẽ chắc là, bây giờ là 11 giờ trưa rồi, chắc phải, nếu mà điều đầu tiên làm thì chắc là phải đi ăn mọi người ạ. Thôi. Sao? Em nghĩ lại nha. Là sao? Là giờ nãy mới mình hai mình cũng vừa quay xong đúng không? Đúng. Bây giờ làm gì 5 phút rồi, chúng ta phải nghỉ ngơi thôi. Thôi nãy giờ nãy giờ mình cũng làm được 5 phút rồi, bây giờ mình phải nghỉ ngơi thôi. Ok, nghỉ ngơi. Ok mọi người ạ. Nên là Kiên chẳng muốn ngủ đâu, tại thằng Luca nó làm việc 5 phút lâu quá rồi nên nó phải ngủ. Mình cũng ngủ theo nói cho mọi người chứ thực sự mình không có ngủ đâu. Bye bye mọi người, mình đi ngủ đây. Đó, làm cái chăn thế nào? Đó, chăn thế nào? Anh cần gì chăn? Thế thôi, em không cần chăn nên ôm mình ngủ luôn này. Ê, trời ơi. Thôi, bây giờ mình động phòng cho mọi người. Giờ anh đi ngủ quá. A few moments later. Cái gì đấy Luca? Gì đấy? Anh đang ngồi mà, ngồi đậu luôn đúng không? Mày vừa đạp anh ba xuống dưới kia luôn đấy. Có hả? Có, anh làm gì mày? Tại anh nghe to quá đó. Anh nằm ngủ anh thế mày, không bao giờ anh ngái luôn ấy. Đèo ti. Trời có hiểu làm vậy chứ. Không bao giờ anh ngái luôn ấy. Thôi, đói quá vậy ăn đi. Đây, đói quá vậy ăn đi. Ăn mì đi, có mì anh mua rồi kìa. Đây, đây. Ôi dồi ôi, nãy giờ quay được 3 tiếng rồi á. Ôi mình ngủ được 3 tiếng rồi á. Dậy! Dậy không? Dậy! 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 Mệt quá à! A few inches later. Ok, nước đã sôi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ bỏ mì tôm vào ăn. Ủa? Tại giờ này mới để phở ở đây. Anh thích ăn phở đúng không? Đâu có, anh biết ăn mì mà. Anh cũng thích ăn cơm nhà đúng không? Anh có vui với con nào? Anh đâu vui với con nào, anh thích ăn mà. Đúng với con người đại bạc. Đại bạc đâu, ơ kìa. Giờ làm cho em ăn đi. Anh đu rồi. Thì đâu. Anh nữa nghĩ là anh làm mì cho em ăn lại cái không giận anh nữa. Anh nghĩ là anh giận được anh sao? Làm nhái hết giận liền. Kỳ quá à. Kỳ quá à, thích. Đó. Rồi, đổ nước vào. Ngon, thơm. Tôm mì tôm, hoàn thành rồi mọi người. Đó, đây, giờ nó chín rồi thôi. Nước sôi đầu vào sụp là còn cả khói lên nha. Còn cả khói bốc lên luôn này. Đó, mì tôm chín này. Tự ăn đi ra, đút cho mà ăn mà nghiến. Hả? Ơi mà ơ. Giận. Thôi, đừng giận. Thương. Đút cho ăn nha. Tạo ra hết cỡ này. Nhiều quá vậy. Ăn nguyên gói luôn cho nó ngon chứ. Còn mình ăn sáng, ăn nước là được rồi. Đúng rồi, anh không hỏi gieo gì hết trơn á. Cái bà chắc là chết có con rồi à. Ôi ôi ơi. Ôi ôi, anh ngon thế cơ. Rồi chắc bây giờ mình với Luca phải tiếp tục ăn tiếp mọi người. Ăn xong rồi mình sẽ làm những thử thách tiếp đó. Đồ ăn hôm nay còn nhiều lắm, chứ không phải ăn mình thôi. Luca ăn mì tôm đi, em ăn, đi đi. 2 hours later. 4 ơi. 1, 2, 3, 4, cơ hội, đi tới nhà đối phương, đập nhà đối phương. 1, 2, nhà tháp rùa hả? Tháp rùa vách nhà. Chờ chưa, nó thấy nào mà vui vậy nhờ? Sao nữa? Lấy nhà người ta thấy nào vui vậy ta? Đi đi, hiểu luôn á. Vui chứ, phải vui chứ. 7 7 đâu rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. Đúng là con trai của ta. Sở hữu nhà của đối phương. Nhà anh có mấy cái lấy làm gì? Vậy bây giờ em có cơ hội em có lấy thôi. Để coi nào. Phú Quốc đi, cho em Phú Quốc đi. Phú Quốc đắt tiền nhất mà. Nhưng mà em thích bạc ti ở Phú Quốc tứ. Em thích Phú Quốc, em thích đi du lịch được không? Anh đi nha, Ok đây. 12. À, đi hai lượt không à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ông này hết rồi. 12 đi thêm lượt rồi nha. Ở nhà của anh Cầu Rồng Đà Nẵng. Không sao, không sao. 9. À, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, ra tù. 3 lượt sau mới ra tù nha. Ê, lừa từ thấy có người mà vào tù vui vậy luôn á. Đi ra thôi. Đi tới khúc này chỗ nào cũng đạp nhà em hết. Chứ đi. Ok thôi, chấp nhận thôi. 8, đi 2 lượt. Hai số 4 mà sao 2 số 4 được đi à ta? Được chứ, đi 2 lượt mà. Em chọn 2 số 4, 2 số 1 ra 2 số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. À, thuế lương bổng 200 trả lại qua không nhận được đồng nào luôn. Nhỏ luôn kìa. Thôi để tiền thôi đâu mà. Tiền không có thiếu mọi người ơi, tiền không có thiếu. Bỏ chết chứ. Bỏ ra, bỏ ra. À, rồi. Vậy sao? Đi đi. Rồi vậy thôi. Tui quá trời tui à. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quảng Trường Ba Đình, Ôi. Giá 7.500. Tiền. Em hết tiền rồi còn đâu nữa. Nên đưa tiền, Bá sẽ rồi. Em hết tiền rồi còn đâu nữa. Trả tiền đây, 7.500. Nè nó chơi hết đó nè, cho mấy căn nhà luôn nữa, phá sản rồi. Cho còn gì một mình em chơi sao chơi? Cái gì? Là anh chiến thắng đúng không? Ờ, chiến thắng rồi. Chiến thắng, vai đít lại đây. Ok, ông này ông khách mọi người ơi, thế nào ông khách luôn. Mình chiến thắng từ tỷ phú rồi mọi người. Tại sao ông được vào tù mà tôi không được vào tù? 3 lượt mới xong mà. Ok. Và nãy giờ chơi cờ tỷ phú cũng mất khá là nhiều thời gian, mất 3 tiếng mới tìm ra được người chiến thắng. Đó chính là Kiên74. Anh Hên. Đâu, tại anh dậm nhà anh chứ bộ. Anh hấp. Và bây giờ cũng là 5-6 giờ chiều rồi. Và cái giờ này giờ bình thường là mình quay trên kênh Heavy Song ấy. Thì mình sẽ là người ta quay TikTok cùng với Luca. Đấy, mình cũng chuẩn bị xong rồi. Như này, và bây giờ mình sẽ quay TikTok nha mọi người. Cùng là cùng coi hậu trường của Kiên và Luca nhá. Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị rồi. Quay nha. Rồi, rồi. Đá nha. Hey! Hey! Rồi, cái nữa, quay. Hey! Hey! Vô rồi. Lấy bằng mông. Hey! Hey! Đó. Rồi, cái tay đây. Hey! Hey! Đầu. Rồi, ok, đầu luôn. Ngực giữa. Cái tay này là đây, em xem trái nha. Nó sẽ nhảy như này này. Tình em như sóng biển ta ngồi đại dương sền đấy không? Em biết cái nào không? Mình chỉ kén thôi, đứng lên như này mình lắc eo này đó, déo đó. Okay. Này. Đó, đúng rồi. Ok nha, đúng chưa? Rồi. Đây, anh với em cùng nhảy nha. Em hát, là em cùng nhảy nha. Rồi, bạn. Tình em như sóng biển ta ngồi đại dương sền. Anh sẽ cho bên em cho dù ngại dương. Siêu sao Hàn Quốc đây rồi. Mọi người mẫu trai Hàn đẹp. Điều gì cho cái quần. Rồi. Quay đừng thay quần nhá. Ok. 1, 2, 3. What the hell? Bà lại lên buồn cười quá. Hình ứng quá. Cười lại nha. Okay. Rồi, đứng lại 1, 2, 3. Đừng có cười nữa. 1, 2, 3. Ô, xong 3 ta đừng nghiêng nghiêng. Tôi đã làm việc được 5-6 tiếng. Ôi, con nhỏ này ngu à. Yêu thằng kia 3 năm rồi còn chỗ thằng này bỏ như vậy mà quay lui quay lại tới luôn ấy. Ừ, ngu hả? Ngu thật. Gặp em này em đá nó luôn hả? Gặp anh thà không yêu được thằng này á. Quay yêu anh này. Sao nữa? Giờ quay lại kìa. Con nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Con này không yêu được thằng này thì quay yêu anh. Yêu gì? Yêu gì? Thôi, coi phim đi, tập trung coi phim đi. Ôi, nó chuẩn bị hôn. Nó hôn nhau kìa, nó chuẩn bị hôn nhau kìa. Ôi. Ok. One eternity later. Sáng rồi á, đến 24 giờ rồi á. Ủa là trời, con buồn buồn lắm. Em thiệt với anh Kiên chứ. Một ngày đã dậy rồi, không có một tháng sau nữa. Anh ngáy như con lợn chứ. Em buổi trưa đừng ngáy mà. Sẽ thử thức đêm con ngáy như thế nào. Mệt quá, em ra ngoài đi. Ok, con 3 tiếng là hết giờ luôn đi. Con 3 tiếng là hết từ 24 giờ mà mọi người. Ủa, mình ngủ con ngáy mọi người. Không mà, đúng không? Mọi người tin Kiên mà. Điều. Vâng, ok mọi người, vậy là clip thử thách 24 giờ của Kiên cùng Luca trong căn phòng của mình đã thất bại mọi người. Không phải thất bại đâu, tại nó bỏ đi chứ không thôi là vẫn còn Kiên vẫn còn ở đây mà đó. Thì mọi người có thử thách gì hãy nhớ comment thử thách 24 giờ ấy, hoặc là cái gì thử thách dành cho Kiên, hoặc là muốn Kiên troll Luca ấy, hãy nhớ comment để phải nhìn sát nhá. Thánh troll sẽ trở lại. Đó, và mọi người đừng quên like, subscribe kênh Heavy Song cũng như là ủng hộ bọn Kiên trên TikTok hay là những cái mạng xã hội khác. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đừng quên 12 giờ hàng ngày trên kênh của mình nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.